chương 001. Đại thiên giới, thiên tuyển giả. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Mạc Thổ Tinh là Tây Trang đế quốc thứ số 219 hành chính tinh, cũng là đế quốc xa xôi nhất hành chính tinh một trong, 20 năm trước mới từ tư nguyên tinh miễn cưỡng cải tạo vì hành chính tinh. Dù vậy, hoàn cảnh nơi này vẫn như cũ vô cùng ác liệt, theo vũ trụ sâu không nhìn ra xa, đây là một viên màu vàng nâu tinh cầu, bị đục ngầu tầng khí quyển bao vây, nguồn nước cực ít, cát vàng đầy trời. Mà thổ tinh vòng cực bắc phụ cận, khí hậu càng lộ vẻ ác liệt. Nơi này lại tồn tại một cái trấn nhỏ, gọi là Hắc Thạch Tiểu Trấn. Tiểu Trấn dựa vào một tòa núi lớn, chặn phần lớn bão cát, dù vậy, bầu trời vẫn như cũ tối tăm mờ mịt, hàng phong thấu xương, đâu đâu cũng có các bay đá chạy cảnh tượng. Bởi vì hoàn cảnh quá mức ác liệt nguyên nhân, trong tiểu trấn phòng ốc đều là áp dụng đặc chủng tài liệu sở kiến tạo, cực kỳ kiên cố, phóng nhãn nhìn lại, tại đầy trời dưới cát vàng, tự như là từng cái màu xám sát rùa đen, dính sát tại đất biểu. Đã gần đến hoàng hôn, hằng tinh quang mang đã sớm ảm đạm, mặt đất càng lộ vẻ băng hàng, đầy mang theo các đất cuồng phong, thổi đến càng thêm lợi hại, có thế tân du trong nhà, lại cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt, lộ ra thật ấm áp. Hôm nay là tinh thần lịch năm 1277 ngày mùng 3 tháng 6, là tân du 7 tuổi sinh nhật. Phong khách ánh đèn dịu dịu dưới, Tần Du chính bình tĩnh nhìn trên bàn cái kia cực đại hộp quà tặng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chờ mong. Hắn cách đó không xa, phụ thân Tân Khang, mẫu thân Lý Tú Phương ông năm gần một tuổi mùi mùi Tân Hân, đều tràn đầy mỉm cười đang nhìn hắn. Chớ ngẩn ra đó, tranh thủ thời gian mở ra đi, nhi tử, đây là lão ba riêng vì ngươi chuẩn bị lễ vật. Tân Khang là một cái thân hình thấp cường tráng, làn da có chút đen nhánh trung niên nhân, trên mặt của hắn mang theo có chút nụ cười thật thà, đối hộp quà tặng trước Tân Du nói. Ừm. Tân Du gật đầu mạnh một cái, duỗi ra tay nhỏ có chút vụng về mở ra hộp quà tặng lên màu đỏ dây lụa, tiếp theo mở ra đóng gói tinh mỹ hộp quà tặng. Khi nhìn đến hộp quà tặng bên trong lễ vật một khắc này, Tân Du không khỏi lên tiếng kinh hô, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh ngạc vui mừng. Nằm tại hộp quà tặng bên trong lễ vật, đúng là hắn tha thiết ước mơ ba dê hình ảnh nghi phong ảnh a chính hình ba dê hình ảnh nghi cha cám ơn ngươi lễ vật ta thích vô cùng tân du nhìn xem trước mặt màu bạc trắng hoàn toàn mới hình ảnh nghi kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt tân khang trên mặt lộ ra một vòng ý cười duỗi ra hắn cái kia thô ráp đại thủ có chút yêu thương xoa tân du cái đầu nhỏ mẫu thân lý tú phương là một tên bộ dáng phổ thông trung niên nữ nhân Nạn có chút bất đắc dĩ lường trượng phu của mình một chút, có chút đau lòng thấp giọng nói. Loại này hình ảnh nghi cũng không tiện nghi, đoán chừng đều nhanh bù đắp được ngươi hai tháng tiền lương A. Không có việc gì, chỉ cần nhi tử vui vẻ là được rồi. Tân Khang có chút thật thà nhết miệng cười một tiếng. Chúng ta mỗi ngày bên ngoài bận rộn, không có nhiều thời gian chiếu cố hắn, mà mạc thổ hoàn cảnh lại quá ác liệt, hắn lại không thể đi ra ngoài chơi, có hình ảnh này nghi, con của chúng ta hẳn là liền sẽ không cô đơn như vậy đi. Mẫu thân Lý Tú Phương khẽ thở dài một hơi, có chút oán trách nhìn trượng phu của mình một chút, trên mặt lại như có như không hiện lên vẻ tươi cười. Ngươi cũng mau đem hắn cho sủng lên trời, ai, được rồi, tất cả nghe theo ngươi đi. Đêm đã khuya, thuộc về tân du cái kia căn phòng nhỏ bên trong, ánh đèn đã tắt, gian phòng bên trong một vùng tăm tối, tân du đang ngồi ở trên giường, trống lặm lấy món kia ba dây hình ảnh nghi ba dê hình ảnh nghi mặc dù thuộc về công nghệ cao nhưng thao tác cũng không phức tạp lại thêm tiểu hài tử đối với mới sự vật tiếp nhận cùng thăm dò năng lực là không có gì sánh kịp bởi vậy tân du rất nhanh liền có thể thuần thục điều khiển nó liền nghe dọc một tiếng vang nhỏ có ánh sáng buộc theo ba dê hình ảnh nghi bên trong bắn ra ra tại cái này hắc ám gian phòng bên trong bắn ra cực kỳ chói lọi quan ảnh một mảnh như mộng ảo hình ảnh lộ ra tại tân du trước mặt tràn ngập hắn cái kia nho nhỏ gian phòng đây là một mảnh rất có công nghệ cao sắc thái thành thị mấy chục tầng cao lầu khắp nơi có thể thấy được chỗ phía dưới dòng người như dệt trên bầu trời lơ lửng xe bay như là trong nước bầy cá tại cao lầu ở giữa ngang qua một chút trên trăm tầng trên nhà cao tầng càng là tồn tại các loại huyển quang như ảo ảnh biển quảng cáo trên đó ngay tại phát hình các loại rất có lập thể cảm giác tuyên truyền hình ảnh tân du ngồi ở trên giường trên dưới trái phải nhìn quanh Hoàn toàn đắm chìm trong cái này phiến quan ảnh bên trong đều thấy có chút ngây dại. Trước mắt đây hết thảy là mạc thổ tinh lên, hoàn toàn không có khả năng tồn tại. Cái này phiến quan ảnh bên trong chỗ bày biện ra tới là thuộc về đế đô hình tượng, trong tấm hình đế đô phồn hoa cùng mạc thổ tinh lên thê lương cùng tịch liêu có cách biệt một trời. Ba dây hình ảnh nghi không hổ là ba dây hình ảnh nghi, thông qua nó triển hiện ra hình tượng, rất có đánh vào thị giác lực để người trong bất tri bất giác liền đưa thân vào những hình ảnh này bên trong so với quan não trên màn hình hình tượng đến muốn chân thật quá nhiều chói lọi quan mang cuối cùng quy về hắc ám tại lại quan sát vài đoạn máy móc bên trong đưa ba dê hình ảnh về sau tân du liền đem mình phong ảnh a chính hình ba dê hình ảnh nghi cùng mạc thổ tinh vực lưới tiếp nhận lại với nhau bắt đầu ở cái này tinh vực trên mạng lục soát lên liên quan tới đại thiên giới ba dê hình ảnh tới Mạc Thổ Tinh bởi vì hoàn cảnh ác liệt, rời xa đế quốc trung tâm phồn vinh khu vực nguyên nhân, mạng lưới tín hiệu rất kém cỏi, ước chừng qua không sai biệt lắm thời gian nửa tiếng, Tần Du mới từ tinh vực trên mạng, đào loạt một đoạn liên quan tới đại thiên giới, ba dê hình ảnh. Hình ảnh là Tần Du tùy tiện chọn, hình ảnh tiêu đề là Trích tinh thủ VSC H. Ma Long. Tân Du không kịp chờ đợi bắt đầu phát ra đoạn này ba dê hình ảnh, hình tượng như là sóng nước, chỉ một thoáng ở trước mặt của hắn triển khai đây là một tòa dài cùng rộng đều là 1.000m tiêu chuẩn hình vuông lôi đài vô số ánh đèn đều tập trung tại phương này trên lôi đài đem trên lôi đài hai đạo thân ảnh kia chiếu sáng chói lọi vô cùng lôi đài người chủ trì thanh âm nổi lên để các vị đợi lâu ta an star lên mỗi năm một lần thịnh điển sắp bắt đầu đứng tại lôi đài bên phải là chúng ta đặc biệt mời tới trích tinh thủ từ trinh đại nhân đứng tại lôi đài bên trái, thì là chúng ta hát ma long cai xa người. Hai vị này, đều là đế quốc nổi tiếng lâu đời xưng hào cấp thiên tuyển giả, tiếp xuống, bọn hắn sẽ cho chúng ta mang đến một trận rung động lòng người thi đấu biểu diễn, bọn hắn sẽ tại trên lôi đài tiến hành một trận long tranh hổ đấu, đến tột cùng ai thắng ai thua, liền để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Trích tinh thủ Trích tinh thủ Hát ma long Hát ma long lôi đài lời của người chủ trì ân tiết cứng rắn đi xuống chung quanh lôi đài khán giả liền lớn tiếng hô lên hai vị này xưng hào cấp thiên tuyển giả danh tự vì bọn họ cổ vũ động viên họ hét trợ uy thanh âm núi kêu biển gầm sóng âm cuồn cuộn, tràn ngập cả vùng không gian cứ việc chỉ là một mảnh ba dây giả lập hình ảnh nhưng thông qua hoàn toàn mới hình ảnh nghi hình chiếu ra vẫn là rất có đánh vào thị giác lực tân du ngồi tại mình trên giường nhỏ nhìn chăm chú lên hình vuông trên lôi đài hai đạo thân ảnh kia kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt song quyền nắm chặt xưng hào cấp đây chính là hai vị xưng hào cấp thiên tuyển giả ở giữa chiến đấu a ngẫm lại cũng làm người ta cảm thấy kích động a tân du cái tuổi này chính là sùng bái nhất anh hùng cùng cường giả thời điểm mà tùy tiện một cái theo đại thiên giới bên trong đi ra tới xưng hào cấp thiên tuyển giả đều là làm không thẹn cường giả hình tượng bắt đầu rút ngắn trên lôi đài hai đạo thân ảnh kia ở trong mắt Tân Du trở nên rõ ràng rành mạch. Dài rộng đều là một nghìn em mờ hình vuông trên lôi đài, vẹn vẹn đứng hai người, lộ ra vô cùng trống trải. Đứng tại lôi đài bên phải trích tinh thủ từ trinh, là một tên thân hình thon gầy, hai tay kỳ gián dấp nam tử, hắn cặp kia kỳ gián dấp trên tay, mang theo một đôi sáng màu bạc, lóe ra hào quang ống ánh bao tay, đối diện với hắn, lôi đài bên trái chỗ đứng lấy thì là một tên như gấu đại hán vạm vỡ, chính là Hắc Ma Long Cai Sa hai người cách xa nhau ước chừng 700 mét, đứng đối mặt nhau, chính tương hổ đánh giá lẫn nhau. Như núi kêu biển gầm tiếng kêu to, rốt cục ngừng nghỉ xuống tới, đứng tại hình vuông dưới lôi đài người chủ trì hô lớn nói. Mọi người thỉnh an tĩnh, hai vị tôn quý thiên tuyển giả đại nhân đã chuẩn bị xong, chiến đấu sắp bắt đầu. 3, 2 Một chiến đấu bắt đầu Người chủ trì vừa dứt lời, hình vuông trên lôi đài hai đạo thân ảnh kia, đột nhiên trở nên mơ hồ nghe trọn bộ tại mê audio com link trực tiếp ở phần mô tả